Chào mọi người, quay lại kênh máy phân cụ của Bình nhá. Đây, hôm nay thì Bình lại có một số máy như thế này giới thiệu tới mọi người. Đây, trước hết thì là mấy cái cell pin này. Hôm bữa Bình cũng có hứa rồi đó, sẽ bóc thêm mấy cell này là 25R này, Samsung 25R này, rồi là 6505, máy rất là đẹp, cưa đủ thứ đó nhá mọi người. Khoan ba chức năng đâu này kia, hôm nay có đủ hết nhá. Có bốn nguồn máy tính để ra nguồn 5V, 3V với 12V đâu đầy đủ nha mọi người. Rồi, trước tiên thì mình sử cái đồng cell này kia đây này. Ở đây cái cell này là cell tất cả đều là cell thả máy, cell cũ nha mọi người. Thì mình chỉ báo là trên 3V thôi. Còn mình báo dung lượng nha, 25R. 2 4 6 8 8 cell 25R này. 2 4 6 8 10 10 cell này là hình như là cell LG này. IR18650 à Sanjo nha mọi người. 10 cell Sanjo là 18 này. 2 4 6 8 18 này. Con cell này là cũng là cell thảo máy nhưng mà cell này không có ghi tên tuổi gì hết. Tên tuổi gì hết thì coi như cell Trung Quốc đây. 2 4 6 8 10. 10 cell nữa là 28 cell nha mọi người. 28 cell thì là 28 cell. Tại vì có mấy cell Trung Quốc này thì mình sẽ bán rẻ hơn. Nhưng mà bù lại thì lại có mấy cell 25R này thì mình chỉ đắt hơn nữa không? Thôi. Bán đồng giá 10.000 nha mọi người. 10.000 một cell. Nhưng một cell thì là bao nhiêu này? 28 cell. 208. Số 1 208 nha mọi người. À, số 1 208. 1 này. 280. Cell thảo máy, cell cũ nha mọi người. À, số 1 280. Rồi, tiếp số 2. Số 2 là bà này. À khoan. Con này là Nati EZ113 đây, nhưng mà con này bị tróc hết cao su rồi. Thứ hai nữa là nó bị mọi người thấy không? Nó bị nứt chỗ này, người ta dán keo lên đây này. Còn chỗ này thì bị mất rồi. Nhưng mà con này thì vì nó xấu vậy nên giá nó sẽ rẻ nha mọi người. Vì nó xấu nên nó sẽ rẻ. Dương dưới này, âm trên này. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều à, đây nhanh chậm. Đảo chiều ok. Đầu ok luôn. Con này phun chức nắng nha mọi người. Phun chức nắng nha. Đó. 250. Một con Nati. Khoan. Phun chức nắng 250 nha nè. Thân máy vỏ pin. Số 2. Số 2. 250. Thân máy vỏ pin. Phun chức nắng nha. Đó. À. Tiếp số 3 đây. Số 3 ở đây có một cái đèn Makita 18V. Đèn Makita 18V, 14 18V đều dùng được nha mọi người. Được chưa? Cái này thì mất cái núm su ở đấy đó. Chỉ mất cái núm su thôi chứ không phải bị hư hỏng như thế nha mọi người. Là thứ nhất, thứ hai nữa là ở chỗ này nó hơi bị nứt này. Bị nứt đấy đó, thì kệ nó đi cũng không sao. Thường thường đây này thì mình bán 550. Đây, nhận cái nó sáng ở đây, nhận thêm cái nữa thì nó sáng ở đây đó. Thường thường đây này bình thường thì mình bán 550 nhưng mà nó bị nứt cái chỗ này một xíu với mất cái núm su này thì mình bán 400. Có giấy đồ đàng hoàng này mọi người này. 400 nhé. Số 3 thân máy 400 Makita 14 18V. Số 3 thân máy 400. Đó. Rồi tiếp tới cái nào nhỉ. Số 4.
Số 4 ở đây mình có một kỳ cơ lòng Ryobi 916. Cơ lòng Ryobi 916 nha mọi người. Đó. Chỗ đây hình như có chỗ để lưỡi này. Đó. Có cái lục giác để mở này. Cục pin này thì còn chạy nhưng mà mình không có bao, mình chỉ bán thân máy vỏ pin thôi. Thân máy vỏ pin. Số mấy đó? Số 4. Thân máy vỏ pin 500 nha mọi người. 4 thân máy vỏ pin 500. 916 nhá. Vỏ pin này thì vỏ pin cao đẹp dễ đóng pin. Rồi tiếp cái này đi, cái này National E65005, con này thì khá là đẹp, đầu hơi nhít chứ cũng rỡ đâu nha mọi người. Đó, 21 cấp trượt, một cấp khoan, hai chế độ là khoan và búa. Đây, ngoại hình con này thì con rất là đẹp nha mọi người. Rồi, để thử nó. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok, chế độ khoan, chế độ búa, búa này búa bằng chính cho mọi người này, made in Japan, in chim đông nhựa này, được chưa. Con này thân máy vỏ pin 600 cho mọi người, con này khá là đẹp á, cũng phải khá đẹp mà rất là đẹp á. À đây đi, số 7 là số 5. Thân máy vỏ pin 600. À, 5 thân máy vỏ pin 600 này. 6. 6 con này là bần vịt Makita, con này tem nó bị mất rồi nhưng mà nó là 134 nha mọi người, 134. 14.4V. Đầu thì không rơ, được chưa? Ngoài hình thì xấu nhưng cũng không được đẹp. Vỏ pin thì cái vỏ pin này, vỏ pin Trung Quốc. Mình hay chọn vỏ pin Trung Quốc để mạch con sống nói, mình hay nói đấy nha mọi người. Vỏ pin Trung Quốc. Đó. Được chưa? Này, để thử này. Cái này máy máy 134 này 3 chấn nha mọi người, 3 chấn nha. Chứ 2 chấn không chạy đâu nha. 3 chấn nha mọi người. À không có đen này. Ngon nha mọi người, dây phải móc đâu bình thường nhá. Đó. Những cái loại vỏ pin Trung Quốc này á, cái mạch không là 100.000 rồi, chưa kể cái vỏ 50.000 nữa nha mọi người. Đó. Con này thân máy vỏ pin bình bản 650. 650 nha mọi người. 134, 134 thì con này có chổi than chứ không phải không chổi than đâu nha. Mọi người cứ kêu 132 là không chổi than mà sao 134 là có chổi than thì là người ta sản xuất và đặt tên vậy thì mình đâu có biết. 5 6 này. Thân máy vỏ pin 650, con này ngon đây. Mạnh 650 nha. Đó. Rồi tiếp. Con này. Ừ. Cái vỏ pin này con chạy đây này, kệ nó đi. Con này là khoan Makita 14.4V DF440D. Con này thì không có búa nha mọi người. Đầu kẹp 13 ơi. Auto lock. Móc với giấy đó đầy đủ này. Được chưa? Bỏ hộp pin vô thử này. Điều tốc thẳng ok, đen này. Đảo chiều ok, nhanh chậm.
Ok nha mọi người. Con này thân máy vỏ pin 650. Không có búa nha mọi người. Thân máy vỏ pin 650. Số vậy rồi. Số 7. Thân máy vỏ pin 650. Rồi số 8. Rồi số 8. Số 8 là kia cắt rung. Cắt rung Makita TM500. Có phải là TM500 hay TM50D? TM50D thì mọi người ạ. 18V tua 6.000 vòng tới 20.000 vòng này. Đến phút này. Được chưa? Cắt rung, đây có cái lưỡi này. Mọi người lưu ý giúp mình cắt rung á, là có nghĩa là nó đã quá như thế này, chứ không phải xoay tròn nha mọi người. Rất là nhiều người nhầm lẫn ở cái này, mua hàng xong là không không tìm hiểu kỹ, mua hàng cho rồi hoan luôn. Đó, cắt rung này á thì vừa cắt này, sủi này, đánh chà nhám này, đánh bóng này, mai này, đủ thứ nha mọi người. Cái lưỡi này có thể xoay được 360 độ. Đây mọi người mở cái này ra, xoay cái này qua đây, xoay qua đây, xoay qua đây, xoay qua đây, xoay bất kỳ góc nào mà mình muốn nha mọi người. Rất là tiện. Đó. Được chưa? Con này 18 vốn nha. Đèn sáng này, được chưa? Đó. Rồi là nó có 6 số 9 lực rồi đấy này, 6 số 9 tốc độ chứ. Đó mọi người nhìn này, nó đã quá đỡ ai, rung quá rung lại này. Thế là nó đã quá đỡ ai đấy nha. Đó thấy chưa, lưới ủy vô mình cắt rung là vậy nha mọi người. Con này thân máy 900 nha mọi người, cắt rung Makita thân máy 900, có cái lưỡi đó luôn nha. Số 7 rồi, số 8, 900 thân máy. Mười tám vốn nhá, 8 thân máy 900. Rồi rồi mới về lại cắt rúng này, rất là nhiều người ghiền cái đấy đây này. 1 2 3 4 5. Rồi tới con này 9. Con này là khoan Makita 3 chức năng 18V, có búa nha mọi người, có búa nhá, không chổi than nha, có búa không chổi than. Nhưng mà ngoài hình con này á, ở trên thì đẹp, ở dưới thì nó bị rộp rộp cái gì, cái vỏ bị rộp rộp cái gì, giống kiểu nó bị, nói chung mình cũng không biết cái gì, nhưng mà cái vỏ ở dưới thì xấu, nước đẹp, được chưa? Thì nói chung là nhìn nó hơi xấu xíu thôi, chứ cũng phải là bị gì nhá. Ở trên thì đẹp này. Đó, để thử máy luôn. 18V, 3 chức năng, báo pin này, được chưa? Đèn này, đầu kẹp này, 13 giây auto lock này, điều tốc này, đảo chiều thắng, được chưa? Rồi số 1, số 2 này, đó, chế độ vặn vít này, vặn vít trượt này, chế độ khóa này, đó, và đây là chế độ khoan búa này. Búa của con này thì rất là mạnh. Mọi người nghe từng búa nhé. Đó, búa rất là mạnh nha mọi người. Đầu, đầu thì hơi nhít một xíu, không sao, ok. Vì đâu, những cái con có búa này thì đâu quá vô cũng phải vậy thôi. Không có có búa mà đâu quá cứng thì đâu có được. Rồi con này con số 10 đúng chưa ta, 9 số 9, thân máy 1,4 triệu nha mọi người, thân máy 1,4 triệu, số 9,
số 9, thân máy 1 triệu tư. Rồi, tới con nào đây? Số 10. Số 10 con này đi. Con này bắn đinh U Makita 916. Được chưa? Đinh U Makita 916 nha mọi người. Đây, để thử cho mọi người coi. Makita thì dưới âm kinh dương, ngược với các máy khác. Mọi người lưu ý là cái chân vinh ở trong này thì nó bị nhớp này. Mọi người về tự vệ sinh này nhá, chứ không cắm pin vào nó không chạy đâu. Rồi âm trên dương. Đó, máy rất là mạnh nha mọi người, bản đỉnh U. Mà con này là U là bao nhiêu, để mình xem U bao nhiêu này. U4 này thì hay là dùng để bắn ghế 4, dài thì từ 10 tới 22. Thân máy vỏ pin 600 nha mọi người. Thân máy vỏ pin 600. Số 10 rồi đây. 10, thân máy vỏ pin 600. Đó. Rồi, tiếp tới bàn này. Bắn đinh Hitachi 14.4V. Con này thì đinh 13 nhá. Đinh 13. Đinh 13 này, nói chung là những cái đinh này thì chỗ nào cũng có hết, mọi người ra tập hóa mua thôi. À, văn phòng phẩm nhá. Đó. Đó, được chưa? Rồi. 14V. Con này thì thân máy mình cũng bán 600. Thì Hitachi. Con này con số 11. 11 thân máy 600 nha mọi người. Rồi, 12. 12 con này bản đinh mắc 7.2. 742. Con này thì trung mạnh. Con này hình như là đính 10 hay 12 gì á. À, ở đây mình thấy nó ghi ra 10 mọi người này. Ở đây thấy nó ghi ra 10. Ở trong đấy cũng có sẵn đính để về mọi người làm mẫu đây. Chứ. Đó. Đây. Đây, giờ mình kẹp thử cho mọi người xem nhá. Vỏ pin máy này thì con rất là đẹp, vỏ pin cũng đẹp nha mọi người. Đó, nó còn nút on off ở đây này, dương dưới âm trên. Đó, ngon lên kênh đào. Được chưa? Con này thân máy vỏ pin 750.000 nha mọi người. 750.000 thân máy vỏ pin. Có dây treo ở đây này. Thân máy vỏ pin 750. Con này số mấy rồi ta? 12 thế vậy. Thân máy vỏ pin 750. Con này là bản đinh đẹp nhất hôm nay đây. Rồi, 13. 13 con này 7542. Đâu không rỡ nha mọi người. Con này bản vịt multi. Vừa khoan, vừa bản vịt trượt. À, bản vịt búa, vừa khoan, vừa bản vịt trượt. Đó, ngoài hình con này thì chỉ có là cái tém không. Tem bên này không còn, tại bị mơ thôi. Còn tem bên này đẹp. Máy ngoài hình đẹp. Ngon, máy đưa tóc cũng ok. Đây. Chế độ búa này. Chế độ khóa này.
tắt đèn này, bật đèn này, được chưa? Rồi con này thân máy 650.000 nha mọi người, thân máy 650 số 13. Sáu trăm năm mươi chứ. Số 14. Số 14 ở đây mình có một cái đèn Ryobi 12V, thân máy còn vỏ pin, còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, đèn rất là đẹp. Là cái này gập được này. Chứ pin thì còn sáng nhá. Pin thì còn sáng tốt, nhưng mà mình thì mình không bao cầm pin. Nói rõ mọi người rồi. Đó, ở nhà mình ở chỗ này có 4 cái đèn LED mà nó vẫn sáng được như thế này thì quá chuẩn rồi. Chứ pin thì còn sáng nhưng mà mình không có bao cầm pin. Đó, xoay được hết nha mọi người. Rồi, cái này thân máy vỏ pin 400. Số 14. Thân máy vỏ pin 400. Cái này này. Cái này. Đây, mình giới thiệu trước cái này đi. Cái này là bộ nguồn. Bộ nguồn mình tháo ở trong cái máy tính Apple ra. Nó rất là nặng. Cái này khoảng tầm 3-4 kg. Của nó ghi này 300, tổng là 450W. Được chưa? Tổng 450W, 5V ra 19A, 3V ba ra 22A, 12V V1 14A, 12V V2 14, 12V 0.5, nói chung là còn có cổng 25V này, 25V ra 5.2A nữa này. Thì nói chung là mình quan trọng nhất là cái 12V này, là 28A này. Được chưa? 5V thì 19A thấu sạc điện thoại này. Đó thì cái này thì mình không có biết kích thử nó chạy. Hiện thì người ta kêu là chân đen và chân chênh ngựa à, sinh dưỡng gì đó. Mà nói chung là mình bán hết xui đi. 200 nha mọi người. 200. Đó. 200 thì mọi người mua cái này về về chai rồi kiện cũng lời nữa. Cái 10 mấy 13 14 15 à. Đúng rồi, 15. 15 200. Bán giá về chai nha mọi người. 15 200 về chai. Rồi, tiếp. Cắt tia ren Nati EZ 63560, con này thì cắt tí 3/8, 3/8 là tí 10. Máy này thì con rất là mới và đẹp. Được chưa? Rất mới đẹp. Thử máy luôn, dương dưới âm trên. Rồi cũng có đẹp lắm nha mọi người, rồi con đẹp lắm. 3/8 là tí 10. Đó. Ok chưa? Cái này thân máy vỏ pin 550.000. Rất là hiếm có con T-Rex mà đẹp như thế này. 350.000 à 550.000 nhá. 16. Thân máy vỏ pin. Rồi, 17. 17 là cái này. À, cơ kiếm. Cái hiệu gì thấy nó cũng là quá. Jack Foxy hay cái gì đây. Này, nó đi kèm cái lưỡi rất là dài. Lưỡi này 20. 20 hơn 20 ấy. Cái tay mình hơn 20. Thì cứ cho 20 đi, để kèm cái lưỡi này. Lưỡi này thì khi mình gửi thì mình sẽ tháo ra nha mọi người. Khi gửi thì sẽ tháo ra. Bây giờ test này. Con này hình như có đeo tóc.
cơ kiếm quan trọng ở chỗ điều tốc đấy mọi người nhá. Con này hình như có điều tốc đấy, âm dưới này mình có đẩy dấu âm dương ở đây trong trong đây cho mọi người xem này, để về dễ thử này. Có này là pin người pin tầm giá pin 10.8 12V nha mọi người, pin 12V nhá. 12V. Coi có điều tốc này. Đây, đây điều tốc. Cơ kiếm phải quan trọng ở cái chỗ điều tốc này nha mọi người. Đây, điều tốc ở đây cử này này, có cử đang hoang nhá. Rồi, con này thân à, thân máy con này thì mình có vỏ pin, nhưng con này về động 3 xe vô đây chắc ok à, được chưa? Thêm cả lưỡi đâu này này thì là 500 550 đấy, 550 nhá mọi người. 17 thân máy 550 nha, có lưỡi đang hoa này, lưỡi 20 này, 17 550 đó. Rồi 18 là con này. Con này thì hôm rồi mới thấy lại nó. Hitachi 18V gửi 1 tấc 6 tới 1 tấc 6 lắm. Gửi 1 tấc 6 lắm này. Hitachi 18V này. À nghiêng này, nghiêng ban này. Đó. À, nâng hà này. Đó. Máy này, máy rất là mới nha mọi người. Này mọi người nhìn cái ban này. Nhìn cái ban như thế này là biết máy sai đây này. Được chưa? Xem lưỡi này. Lưỡi này lưỡi 1 tấc 6 răng. À lưỡi này hình như là 52 răng hay gì á. 52 răng. 52 hay 63 gì đó. Hình như 52 63 gì mình cũng rõ nữa. Nhưng mà được một cái là tất cả mọi răng đều không mẹ. Đó, riêng cái lưỡi này cũng 300 ngàn thôi nha mọi người. Đó, thấy chưa? Riêng kia có được cái lưỡi này cũng 300 ngàn rồi. Lưỡi bọc hợp kim hết nhá. Tất cả lưỡi ở trước bọc hợp kim hết nhá. Đó, tất cả lưỡi bọc hợp kim hết nhá. Rồi. Để thử này, đây là cục pin của nó này. Cục pin của nó này. À, mình thì mình chỉ bán vỏ pin thôi, nhưng mà mình thấy cục pin này vừa ra thì cục pin này còn chạy thì mình để vào đây để cho mọi người về xài, xài được bao nhiêu thì xài, nhưng mà mình nói trước là mình chỉ bán vỏ pin nha mọi người. Thứ nhất à, đây là này, cái này có đèn này, đèn rất là sáng nha. Đó, thấy chưa, thấy đèn của nó chưa, đèn to luôn nhưng mà đèn nhỏ bình thường đó nha. Rồi à, cái này là cái chỗ an toàn này, mình để chỗ này. Ở đây nó bị mẻ một miếng kia chỗ an toàn này, nhưng không liên quan gì hết, mình vẫn bỏ mở đây bình thường nha mọi người. Thử này. Đó, có thắng nha. Có thắng, máy rất là êm. Đó, nghe cái tiếng máy nó êm chưa. Đó, có thắng đàng hoàng nha. Con này thân máy vỏ pin 850 nghe. Thân máy vỏ pin 850, con số cuối cùng đó đây, hình như 19 như vậy, 18 thôi vậy. 18 đúng chưa? 17, 18 đúng rồi, 18. Thân máy vỏ pin 850 nghe, 1 tấc 85. Pin thì còn chạy nhưng mà mình không có báo cầm. Lưỡi thì bao đẹp, bàn thì mới, đèn sáng. 18 thân máy vỏ pin 850. Rồi, tới đây kết thúc video của mình ngày hôm nay rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay của mình.